À, thôi xong, có phải là Wednesday, chào bà nội đi nào. Hả? Đây, bà cầm đi. Oh, bà phải đặt vào miệng hả? Cỡ. Oh, thế này không nói chuyện được. Bà cầm đi ạ. Oh, đúng chưa con? Cỡ. Đây là gì? À, thích không? Oh, to khủng khiếp luôn. Oh, nghe bà nói đây này. Đi thôi. Đây là đâu? Nhưng mạng nhện cũng đẹp đó. Bà mang đến vài thứ. Muốn xem không? What? Dạ. Bà mang đến cho con đấy. Ta-da. Ngửi thấy không? Sảng khoái. Những bông hoa thật tươi tắn nè. Bà có xanh lá và xanh dương nhạt. Xanh nữa. Ờ, bà ơi, bà mang cả cúc trắng nữa này. Cứ như đang ở trong vườn hoa vậy. Đó mới là vấn đề. À, nhưng xương rồng rất gai góc và lạnh lẽo. Đỉnh của chóp. Ờ, không không, đưa cho bà. Ôi, mũi bà. Bà nhìn thấy cái gai. Kìa, không, kìa kìa. Hả? Cứa. Đừng hoảng hốt, bà biết cách xử lý mà. Không đời nào. Đây là cách duy nhất. Bé ạ, không đau đâu. Nó sẽ hút gai ra thật dễ. Đó. Cực hiệu quả luôn. Đến lượt con đấy bé yêu. Con không chắc về cách này. Con có một cách hay hơn. Con có cả một bộ sưu tập dụng cụ. Xin chào các bé yêu. Cái nào đây? Cái này có vẻ phù hợp. Mình sẽ bắt đầu hút ra. Nhắm và bắn. À, đúng là xấu mặt quá đi. Còn có chắc là... Bà cất mấy chậu hoa này đi. Có ai thích hoa đâu cơ chứ. Quá trời cam tươi mọng nước nè. Cứ như một cơn mưa vitamin C vậy. Tuyệt vời quá đi mất. Lại còn rất bự nữa. Wow. Hả? Ôi trời, chắc là mình mơ rồi. Bà chảy nước miếng ròng ròng kìa. Bà muốn ăn cam. Ôi rổ cam nhìn đã quá ha. Ha, chuẩn rồi. Mọng nước. Đây. Không, không, con không muốn ăn. Đấy, cũng tạm. Tạm thôi á. Cam ngọt dã man. Xếp lại này. Đúng rồi, đã đến lúc chỉnh sửa một chút. May mà bà có xi lanh. Cho các miếng cam vào trong. Rồi gắn mảnh kia trở lại. Xì lanh nước cam hảo hạng đây. Cụm ly. Thế mới gọi là tươi mát. Hết sảy con nhà bà Bảy. Uống không? Con không uống đâu. Con có thiết bị của riêng mình. Đầu tiên gọt vỏ cam. Rồi cho vào dụng cụ vắt nước. Giờ thì đổ nước vào ly là xong. Đây mới gọi là nước cam tươi. Cạn ly nào. Wow, thật tuyệt vời. Giống như xứ sở cam thần tiên. Bà ơi, gặp bé ở đây vui quá. Uống hết nhé. À, lau dọn thôi. Ủa, ôi không. Bà ơi, bà đừng lo. Mọi chuyện đã có con xử lý rồi. Con đã trang bị sẵn sàng. Hãy xem đây. Không, không. À, bong bóng thôi mà bà nội. Ôi, bong bóng đẹp quá. Con lấy ở đâu đây? Chờ chút. Thấy miếng rẻ lau này chứ. Nhúng rẻ lau vào nước và vắt bớt nước đi. Giờ thì bóp xà phòng ra.
và xoa xung quanh như thế này. Chuẩn bị xem bong bóng nhé. Wow, bà chính là máy thổi bong bóng đỉnh nhất. Yippee, bong bóng. Bé con của bà dễ thương quá. Kìa bà, đôi má phúng phính thấy cưng này làm bà nghĩ đến một thứ. Wow, những cái gì đây ạ? Lạ thật. Hãy làm theo các bước này. Gấp miếng bột vào này và dùng nĩa nhấn lên mép. Thật tuyệt vời phải không nào? Dim sum nhỏ của bà. Con có muốn làm thử không? Con không có thời gian cho việc đó. Đến lượt con. Con lại thích làm nhanh gọn nhẹ cơ. Chỉ cần đặt một viên bột vào đây, rồi nhấn xuống. Thêm thịt viên, loại nào cũng được. Và lật úp phần này. Làm dim sum đẹp và đều tăm tắp. Thấy không? Con nhanh hơn bà biết bao nhiêu nhé. Bà mới đang làm chiếc thứ ba. Mình làm cũng nhanh ghê. Ôi, con gần xong rồi à? Có vẻ thế. Bà làm được ba. Bà cứ đặt lên đĩa đi. Con đã làm nóng trước lò nướng chưa? Ồ, nhìn hấp dẫn quá đi thôi. Và... hương vị cũng tuyệt vời. Làm tốt lắm. Mỗi ngày một quả táo. Rồi ạ. Quả này bị làm sao vậy? Xem nào. Gì thế ạ? Này, táo của bà. Thật mọng nước. Chờ xíu. Đây ạ, con nhai mớm cho bà đây. Bà thấy không? Ghê quá con ơi. Thôi, sao cũng được. Đúng rồi. Có một giải pháp hợp vệ sinh hơn. Không cần đến nước bọt. Đó, giờ chỉ cần xoay tay cầm. Gọt táo chưa bao giờ dễ đến thế. Xem đây. Bà đang xem này. Biết rồi. Ôi trời, cả phòng đang xoay vòng. Phủ. Đã gọt xong một quả. Đây ạ. Thôi, và cảm ơn. Bà sẽ dùng dao thôi. Và thêm một vài thứ nữa. Cắt một đoạn dây thép chừng này. Rồi bẻ dây như thế này. Và gài nó vào lưỡi dao. Dao cắt gọt đa năng tự chế đây. Thật tiện lợi phải không? Gọt xong rồi. Ăn thôi bà ơi. Ngọt và giòn quá. Ôi không, không tốt cho con đâu. Món tủ của con đấy. Thấy răng bà không? Rụng hết cả hàm vì ăn vặt đấy. Một miếng thì được. Đã lâu lắm rồi. Oh yeah. Good. Dù sao thì trái cây tốt cho sức khỏe hơn. Hay là ăn chuối đi này. Con có thích dưa hấu không? Chà, có lẽ bà sẽ bổ sẵn cho con. Không, con có một cách hay hơn nhiều. Được không ta? Nhưng không đủ sắc. Ding ding ding. Nhưng sắc quá. Còn cái đó thì sao? Chốt luôn, mình sẽ dùng cái này. Đó. Làm cho tốt nhé. Không thể dễ hơn được nữa. Lại còn được miếng ngọt nhất này. Bà không chắc về con dao này. Cái lọ cũ đó thì sao? Chỉ cần nhấn nó vào phần thịt. Chuẩn. Đâm xuyên qua luôn. Rồi rút ra là được. Lấy dưa ra và cắt nhỏ này. Cắt thế này nhìn sang chảnh ghê. Nhìn hấp dẫn quá. Bà cháu mình đổi với nhau nhé. Thế thì cũng được ạ.
Một miếng đổi một miếng. Không tệ. Tớ định xăm thêm hình nữa. Brian kìa. Gì? Tớ không sợ Kim đâu. Mình muốn nói chuyện với cậu ấy quá. Mình xinh không nhở? Đi nào. Cậu muốn gì nào? Chào Brian. Này, cậu sao rồi? Gấu xinh đấy. Tớ cũng có một em như vậy. Ý là, này, của tớ mà. Đúng là thảm hại. Trả lại đây. Sắp được rồi. Thôi đi. Này, bình tĩnh nào. Chắc cậu nói đúng. Xin lỗi Lizzie. Gái à, như vậy không hay đâu. Len của bà mà kỳ lân. Bất công quá đi. Ai đấy? Là cháu bà. Cháu có sao không? Cháu không muốn nói về vụ đó đâu. Đừng khóc mà cháu yêu. Bà đây này. Không sao ạ, cháu có thể tự mình xử lý. Sao Brian lại đi với nhỏ đó? Tụi mình mới hoàn hảo chứ. Không biết. Biết ngay là chuyện về đám con trai mà. Chắc bà biết cách xử lý đó. Thôi nào. Cháu ngồi đi. Chuyện gì thế này? Bà ơi, bà có biết cách làm không ạ? Đây không phải là lần đầu tiên bà cần làm tụi con trai chú ý đâu. Cháu không biết cách bà cưa ông hả? Đừng di chuyển. Wow, bà bỏ cây kéo ấy xuống đi ạ. Thôi cũng được. Bà còn cái khác. Bà này. Cái gì vậy? Là lò nướng á? Chúng ta làm burger ạ? Không, nhưng bà cần than nữa. Phải thay đổi ngoại hình của cháu. Thằng nhóc này thích con gái tóc đen. Vậy nên hãy tạm biệt mái tóc vàng hoe này nhé. Thật luôn hả bà? Bà sẽ thêm chút cốt chanh. Chúng ta chỉ cần vắt nó thôi. Vậy là ổn rồi. Giờ chỉ cần trộn nó thành hỗn hợp đặc. Cháu không chắc lắm ạ. Ok. Nhìn ổn quá. Chúng ta xong rồi đấy. Chuẩn bị tinh thần này. Mình phải làm vì Brian. Không thể quên bao tay được. Thế nào cũng bẩn lắm cho xem. Mình cần một nắm đầy. Và rồi phủ ngay lên tóc của cháu nào. Wow, nhìn màu sắc ấy kìa. Cực kỳ đen và cá tính luôn. Cháu hơi bị hối hận rồi ạ. Đừng lo mà. Sắp xong rồi đây. Nhìn đỉnh quá trời. Thật đã, bà có nói xạo không thế? Wow, nhìn tuyệt quá đi. Đáng lẽ cháu không nên nghi ngờ bà. Hợp thật sự ấy. Nói thật đó, để bà nhìn một phát xem nào. Chúng ta còn nhiều thứ phải làm lắm. Tết tóc nhá. Nhìn đáng yêu quá đi, bà cực kỳ dễ làm luôn. Không thể quên bên còn lại nhé. Bà rất là hài lòng luôn. Thích quá ạ. Cháu cảm ơn bà. Bà là số 1 đó. Ôm bà một cái nữa cháu yêu. Chúng ta nên tháo cặp kính ấy ra. Ý hay đó. Cháu thấy xinh quá à. Mình phải làm móng phát. Mình chả có tiền ra salon ý. Vậy nên mình sẽ tự làm. Mình có nhiều màu sơn lắm ý. Dùng màu nào bây giờ? Có nhiều lựa chọn quá trời. Hơi sáng quá nhở. Hay là màu này? Nó không hợp với vẻ ngoài cao có đâu. Màu này được này. Thế nào cũng chất như nước cất luôn. Hết mất tiêu rồi. Chả có gì cả. Chán như con rán. Chờ chút. Mình có thể dùng bút màu đen. Lấy cái nút ra nào. Tất cả những gì mình cần là ống mực. Mình cần một cái tô. Mong là hiệu quả nha. Mình sẽ thổi nó. Mực sẽ chảy ra. Như vậy này. Mình chóng mặt quá. Giờ mình sẽ lấy cọ và nhúng vào mực. Mình có thể tô nó lên móng rồi. Hoàn hảo quá. Nhìn hơi bị được luôn. Giờ mình chỉ cần đợi thôi. Khi đã khô thì mình sẽ có móng tay màu đen. Wow, xinh quá trời. Mình phải cho bà thấy mới được. Chớt này. Bà ơi bà. Nhìn móng tay cháu này. Xinh thật đấy cháu yêu. Cháu tự làm luôn đó ạ. Nhìn cực kỳ chuyên nghiệp luôn. Chưa xào nữa. Không, bà ơi, bà làm gì vậy ạ? Bà phải cẩn thận chứ. Bà xin lỗi nha, để bà lau sạch. Mỗi lần bà nướng bánh là bà hơi quá tay.
Hết chưa ạ? Chắc là hết rồi đấy. Bà đang nhìn gì thế ạ? Dạ cháu, nhìn trắng quá đi. Đưa tay cho bà. Wow, đúng là trắng hơn rồi. Tại bột á. Wow, cứ như trang điểm luôn. Bà lại thành công rồi. Giờ cháu chuẩn bị lên đồ đây ạ. Oh yeah, nhảy đi gái. Không ai nhảy như vậy được đâu. Lắc nào, woohoo. Mình thích bài này. Tràn đầy sức sống luôn. Không gì cản mình được. La 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 la. Hả? Nhà Ngô đó làm gì vậy? Nhìn cậu ta kìa. Ừ là trời, nhảy xấu ghê. Vào đây đi ạ. À, sao lại bật đèn? Đây là một vài cô bé thú vị khác của chúng tôi. Con ạ. À, gì? Không, con nè. Nhớ là không trả lại nhé, nhất là cô bé kia. Chú đang nói về cháu sao? Ừ, dẹp. Không sao đâu em yêu. Chào. Riêng của chú đẹp ghê. Xin lỗi nha, chỗ này giống như khu vực dành cho trẻ em tệ vậy. Để ngày là không ổn mà. Chắc cũng phải có đứa trẻ nào ổn chứ. Khoan, em có thấy cái anh đang thấy không? Ờ, không nên đâu, bé đó kỳ lắm. Thôi được rồi, chúng tôi chọn con bé. Nhưng hả? Chuyện gì vậy? Đi với bố mẹ nào. Về nhà thôi. Chào nhà lũ thuộc cuộc. Tụi này sẽ trả thù. Ờ, để coi. Mọi thứ đều sạch sẽ gọn gàng cả rồi. Căn phòng đã sẵn sàng. Xin chào. Vậy đây là phòng mới của mình sao? Nói gì bây giờ? Cái gì đây? Không, không, không. Vậy không ổn. À! Tôi không dựng họ dậy đâu. À, chuẩn lẹ thôi. Chắc mình phải tân trang phòng một chút rồi. Mình chả thích hồng đâu. Xé sạch nào. Ồ, cảm giác thích ghê. Chào nha. Như vậy mới hợp gu mình. Càng đông càng vui. Phải thêm mạng nhẹ nữa. Bắt đầu thì giống nhà hơn rồi đó. Không thể quên mình được. Cần quần áo mới nữa. Vậy mới chuẩn gu nè. Nhà yêu đây rồi. Ừ, cơn ác mộng đó thật khủng khiếp. Mẹ con ơi, mẹ rất thích cái con làm mới căn phòng này. Rất hợp con. Đỉnh của chóp. Hãy trang trí phòng cho chúng ta nhé. Thì được rồi. Cảm giác muốn nhảy nhót quá à. Mấy đứa con gái khác lúc nào cũng ghen tị. Tụi nó chẳng có khiếu như mình. Làm sao mà nhảy thế này được. Hả? Gì kia? Mình chưa thấy nó bao giờ. Không biết có gì thế nhỉ. Mình cũng không nên. Nhưng không xem thì tiếc lắm. Mẹ sưu tầm toàn đồ xam xí. Rác nữa nè. Lại là chuột hở. Chán hòm. Có gì đó bên dưới này nè. Này là của mẹ hả? Hình như nó đang có bầu thì phải. Mình thích có thêm anh chị em lắm. Ở đây và đừng đi đâu nha. Ok, làm luôn đi. Nè, chị đang nói với cưng đó. Em bé của chị đâu? Chị bắt đầu khó chịu rồi. Hay là cưng cần massage? Vậy ổn hơn chưa? Wow, có gì xảy ra nè? Ủa? Cậu ở đâu ra đây? Cậu này không như mình tưởng. Chào chị. Tự mình làm bạn thân nha. Chị thích nhện không? Em có mèo cute nè. Chị không thích mèo tí nào. Đây là đầu lâu sao? À! Tuyệt, đầu lâu. Đúng là kiểu phản ứng mình đang chờ đợi. Đi nào. Trong này tối thui luôn. Không. Vậy mới chuẩn nè. Ủa, giờ thì sáng quá rồi. Ai mở đèn thế nhỉ? Cái gì? Ok, lạ lùng quá. Ai làm vậy hả? Tôi không dọn dẹp đâu nhá. Chắc mình biết ai là thủ phạm rồi. Mình phải thật kiên nhẫn. Được rồi, thế này là thế nào? Lúc nào cô cũng làm vậy. Thôi nào. Chuyện gì vậy con? Nhìn phẩm con này, lộn xộn quá. Sao con lại làm thế chứ? Con mau dọn dẹp đi, mẹ nói thật đấy. Nhanh lên. Con xin giải thích ạ. Ôi thôi. Tại cậu hết đó. Tớ bực cậu lắm luôn. Siêu siêu phiền ấy. Đã đến lúc dạy cậu một bài học rồi. Cậu nghĩ cậu thắng được tớ sao? Chơi luôn nào. Thắng nhá.
giờ chuyển đi cưng. Và tớ muốn mọi thứ sáng bóng, đừng có lề mề nữa. Đừng quên mấy bức tranh nhá. Tuyệt, nhanh nhẩu lên, mẹ bực lắm đó. Ồ, nặng quá hả? Cô phải tập gym đi. Đã làm xong chưa đấy? Ok rồi hả? Để tớ kiểm tra xem sao. Cũng ổn thì áp đấy. Tớ thấy vậy là được rồi. Nhưng cậu quên một thứ đó. Úi, làm rơi sách mất rồi. Sao còn nhìn tớ chằm chằm thế? Sao lại làm tớ ngã hả? Cậu gặp rắc rối to rồi. Quay lại đây. Cậu không thể trốn khỏi tớ đâu. Đừng mơ mà trốn. Tớ thấy cậu rồi. Suýt thì được. Không, đừng làm thế. Đủ rồi. Tránh đường cho chị mày coi. Mình siêu siêu bực rồi đấy. Bị dồn vào góc rồi nhé. Đầu hàng đi. Mẹ đã nói gì rồi? Mẹ bảo con dọn dẹp phòng cơ mà. Giờ còn vừa hơn nữa. Hả? Con có làm gì đâu? Con đang làm móng thôi mẹ. Ôi trời. Cái này có cần thiết không vậy? Có đấy, tin tớ đi. Thế tiếp theo là gì? Có nhiều việc phải làm lắm. Xoay một cái xem nào. Phải làm vậy hả? Wow, chóng mắt quá. Thích hết nha. Mình luôn muốn ăn mặc kiểu cá tính một tí. Tối tăm phết. Nói là mình cảm thấy hạnh phúc. Vậy thì không hợp bộ đồ. Mình phải khó chịu nhỉ. Chuẩn rồi đó nha. Yeah, gì vậy? Đây là bàn tay sao? Tránh xa tớ ra. Có gì đó thiếu thiếu, đợi tớ chút nha. Chúng ta cần được dụng cụ này trợ giúp. Thật hả? Nó sẽ làm mới bộ móng của cậu. Ôi, thật quá. Ok, làm luôn. Cho móng tay vào đây nè. Rồi tớ sẽ ấn cái này. Wow, móng tay mình có con nhện nè. Đỉnh chóp thật sự. Cảm ơn, giờ vẽ mấy móng còn lại nào. Ok là, siêu dễ và nhanh luôn ý. Mình sẽ dùng cái này thường xuyên. Không thể quên tay bên kia được nha. Để tớ làm, cảnh sát thời trang luôn sẵn sàng phục vụ mà. Cậu tuyệt thật đấy. Tớ biết mà. Nhìn siêu ma quái luôn. Giờ sao ta? Cậu nên xem video này của tớ nè. Phải di chuyển và diễn như vậy nha. Chắc tớ làm được á? Nhìn cũng không khó lắm. Trông vui phết. Để tớ thử phát xem. Cậu sẵn sàng rồi đó. Chúc tớ may mắn đi. Đợi tớ với. Chào cưng. Bắt đầu thôi. Mong là mình nhớ được điệu nhảy đó. Giờ sao ta? À phải. Mong là mình làm chuẩn. Cái gì? Chắc chắn là cậu ấy đang chú ý. Mình chỉ cần làm. Hả? Quên lăn nách mất tiêu luôn. Mình phải hạ tay xuống thôi. U là trời, mùi quá đi mất. Tớ có việc rồi. Bye. Cái gì? Cậu ta đi đâu vậy? Đây là ca khó nhất mình từng thấy. Mình đã làm gì sai chứ? Đừng lo mà, lần sau tụi mình sẽ thành công. Giờ ra khỏi đây thôi. Ngồi xuống. Thôi tụi mình bỏ cuộc cho rồi. Không, tớ không bỏ cuộc. Ít rồi, mọi người ai cũng thích cổ vũ viên. Hả? Sao cậu làm hay vậy? Và bộ tóc giả này sẽ khiến trang phục xinh hơn nữa. Tớ thấy cứ sai sai thế nào ý. Alo. Xin lỗi, tớ nhầm tí. Để tớ xử. Cảm thấy ổn hơn nhiều rồi. Vẫn chưa xong đâu nha. Tạo kiểu tóc mới nào gái. Thế nào cậu cũng xinh lắm cho xem. Tớ sẽ cho lọn tóc của cậu vào máy làm tóc. Giờ bật máy nha. Dụng cụ này sẽ tết tóc cho cậu. Cực nhanh và dễ luôn nhé. Nó sẽ giúp cậu làm những việc khó. Được rồi, đã xong. Tớ sẽ dùng kẹp để cố định tóc cậu. Wow, sao cậu biết mấy cái này vậy? Công việc của tớ mà lị. Giờ qua bên kia nhé. Wow, mình thấy mình xinh hẳn ra. Mình chưa từng thử màu tóc hay phong cách này. Nhưng thích quá đi. Cậu giống phù thủy tạo kiểu ghê. Tớ sẵn sàng gặp Miles chưa nhỉ? Chưa, chưa đâu. Đến lúc trang điểm rồi. Oh, ok, ngồi yên. Nhột mũi quá đi. Thế nào cậu cũng khác lắm cho xem. Wow, thi thoảng tớ cũng ngưỡng mộ bản thân ghê. Vậy là trông tớ xinh hả? Tháo kính ra cái nào. Wow, sao mọi thứ mơ thế? Cậu sẽ cần cái này đấy. Tớ cũng không chắc lắm. Tớ phối hợp chân tay không giỏi cho lắm. Ổn mà, xem đây này.
cứ tự tin lên, xong khỏe thật mạnh. Trông cũng không khó nhỉ. Tớ tin ở cậu. Ok, để tớ làm thử. Như vậy mới chuẩn chứ. Tớ ở ngay sau cậu nè. Mình muốn làm cổ vũ viên từ lâu lắm rồi. Ôi, Miles kìa, khiến cậu ấy hết hồn thôi. Này, khỏe không? À, làm thôi. Đúng rồi đó, cậu làm được rồi. Ờ, cậu làm vậy là sao? Tớ quên cách nhảy mất rồi. Tớ chỉ biết nhảy một điệu thôi. Freestyle á? Tớ nhảy tùm luôn đây. Woohoo, quẩy đây gái. Mình nhảy như máy luôn. Mình chả muốn nhìn tí nào. Hình như cậu ấy ấn tượng á? Không, thôi dùng tớ. Tớ không muốn nhìn nữa đâu. Miles, chờ đã. Tớ còn chưa kết thúc bài mà. Vô dụng thật. Cậu bị hâm à? Tụi mình phải chuồn khỏi đây lẹ. Đi xem phim thôi. Chen vào nha. Mùi gì thế nhờ? Hả? Mùi ạ? Chắc Hagiwagi thả bom ạ. Này, gì đây? Đồ chơi ạ? Đừng hoảng sợ mà. Đây là kẹo sao? Mình ghét kẹo. Chạy lẹ. Nhỏ này bị sao thế? Vậy là mình có thêm người bạn đáng yêu này rồi. Cứng xỉu luôn. Cho xin nhé. Tôi thích kẹo này lắm. Ờ, làm cái trò gì đấy? Ăn kẹo còn gì, không thấy à? Đưa đây mau. Biến nhanh cho tôi. Mình có ý tưởng rồi. Đi với chị nào bé. Chưa xong đâu nhá. Làm như tôi sợ ấy. Không có ai cả. Hay là chiêu đãi bản thân nhỉ? Vài viên kẹo nhỏ thôi. Úi, biển cấm rơi rồi. Ngon tuyệt. Ăn nữa đi. Hả? Đèn đóm bị sao vậy nhỉ? Không vui đâu nha. Gì? Mẹ ơi. Hiệu quả rồi. Và giờ mình có thể xem phim. Anh ta ngủ say dễ sợ. Chào nhá. Chỗ này trông ổn áp nè. Và mình có thể tháo đầu ra. Trông này nóng phết. Mình chả cần cái này nữa. Còn thiếu một thứ thôi. Xì nách ngon tuyệt. Dừng xong rồi nhá. Sẽ đã cái nư lắm đây. Nhìn ẻm xem. Mê chị ê kéo dài luôn. Ăn là ghiền đấy. Chuyện gì vậy? Này, có một tên quái vật. Ủa, này là bỏng hả? Nói chung là nó bự lắm, màu xanh á. Em có nhìn thấy không? Đi đằng kia kìa. Không ngờ anh ta tiên sái cổ. Chào bé con. Xin chào. Bà nhìn cái gì thế hả? Bà mang theo đồ ăn cho con này Betty. Cái gì đấy? Chắc trong này phải có gì cho Tina chứ. Ôi giời. Cái này thì sao nè? Bà muốn thì thố với tôi à? Căng thẳng quá. Đủ rồi, dừng lại. Chỉ có một cách mà thôi. Này, lại đây. Biết phải làm gì rồi đấy. Làm thử thách thôi. Lên luôn đi. Nhìn nè, thử thách đầu tiên của hai bà đây. Bỏng ngô à? Ok. Đơn giản như đang giỡn. Con dơi này tươi giói. Sáng nay bà mới nhặt mấy cái lá này đấy. Và phải thêm chút sô-cô-la nữa. Nhìn kìa. Và cuối cùng là hạt ngô. Làm sao mà quên được chứ. Giờ là một câu thần chú. Các linh hồn tả ra lệnh. Làm bỏng nổ đi. Thật là sống động. Nó đẹp quá đi mất. Bóng bóng sôi sục. Sự cố và rắc rối. Nhìn ổn thì áp đấy. À, thôi nào. Phải bắt lại thôi. Mình có hộp ở đây rồi này. Vui thật đấy nha. Bà ấy làm vậy thật kìa. Vậy chắc đủ rồi đấy. Nhìn ngon tuyệt vời. Được đấy. Chúng cháu đang đợi này. Bà làm được mà. Bà ơi, để cháu giúp bà. Bà hả? Giúp sao? Tay này. Tớ cần cậu giúp. Đưa cái này cho bà tớ nhé. Tớ tin tưởng cậu lắm đấy. Đừng để tớ thất vọng. Là cái tay không cơ thể.
Tay này đẹp quá nhở. Ăn rơi đi. Chờ chút nào. Mì phản bội ta. Ta sẽ biến mì thành canh sườn non. Wow, bà ta giữ như cọp ấy. Ok, mình có ý này. Mình sẽ cho chút dầu lên chảo và rắc hạt ngô vào đó. Cho kẹo nữa này. Rồi đợi bỏng nổ là được. Bà sẽ đậy nắp lại để tăng tốc quá trình. Ngô đang nổ bụp bụp kìa. Chà, kẹo giúp ngô có màu đó nha. Hơi bị được luôn. Wow, nhìn màu mè quá. Xong rồi nhé. Mình chưa từng thấy món bỏng ngô nào đẹp thế này cả. Kinh khủng khiếp. Các cháu sẽ thích ngô của bà đấy. Bà tớ nấu đỉnh quá đi. Cho bà tớ thắng nha. Ok. Bà thắng rồi ạ. Ôi trời, cảm ơn cháu. Các cậu chả biết thưởng thức gì cả. Giòn ghê. Tiếp theo là gì? Nhìn được đấy. Ờ, thế còn cái này? Cậu phiền thật sự. Cái này được nè. Thử thách tiếp theo sẽ dùng bánh mì. Nghề của bà đấy. Dùng cái này thế nào nhỉ? Bà ta làm gì vậy? Đang reng nè. Alo. Bà ta gọi ai vậy? Hoàn hảo. Làm cái gì đấy? Mình chỉ cần đợi thôi. Oh, nhanh thế nhở? Hả? Oh, của cháu này. Cứ giữ tiền thừa nhé. Cháu này ngoan thật đấy. Để mình coi có gì nào. Ăn gian à? Tôi cũng làm thế được nhé. Alo, nghe tôi nói gì không? Tôi cần anh giao hàng. Wow, đúng là hỏa tốc. Cảm ơn. Cảm ơn cháu trai. Vẫn ở đây sao? Lần nữa nào. Tuyệt. Lần sau đi chơi chung nhé. Cháu này kiên quyết thật. Rồi, đây nhá. Vậy là đủ rồi nhỉ. Đắt cắt cổ luôn. Sao không tới cướp luôn đi. Hôm nay mình làm năng suất ghê. Để xem có cái gì nào. Hả? Than á? Bà ấy quá đáng thật. Này bà lão. Ê, muốn xem ảo thuật không bà? Lúc nào cũng hiệu quả hết. Nhưng vậy là cướp mà. Đỉnh chưa này. Là nhóc đó hả? Xin chào cháu trai. Khoan, mình bàn bạc lại đã cái nào. Chưa xong đâu nhé. Bà sẽ đưa mày vào danh sách đen. Tha cho tôi đi bà. Mình phải bắt đầu nấu thôi. Mình sẽ để miếng marshmallow giữa hai miếng bánh mì. Giờ dùng một cái ly để cắt vòng tròn ra này. Như vậy đấy. Mình sẽ cho miếng bánh mì tròn vào nồi dầu nóng. Mình muốn nó thật là vàng. Vậy mới là giòn giòn dai dai chứ. Mình hơi bị hài lòng luôn. Nhìn chán ỏm. Mình phải làm gì đây nhỉ? Chắc dùng đỡ mấy miếng vụn này. Có ý tưởng rồi. Mình sẽ cuốn nó theo hình xoắn ốc. Phải cuốn thật là chặt đó nha. Mình sẽ xiên que để cố định. Tiếp theo là nhúng vào bơ. Phải phủ hoàn toàn miếng bánh. Rồi cho nó vào tô đường. Chuẩn rồi. Món snack này siêu ngon siêu ngọt luôn. Nhưng chưa ngọt bằng mình đâu. Thấy sao nào bét? Cháu hoàn toàn thờ ơ ạ. Chả, tớ nghĩ bà tớ nên thắng. Ồ, bé còn ngoan quá. Tội nghiệp bà. Chúc mừng, nói chung là thế. Ôi trời, đói quá. Mình cần năng lượng rồi. Ôi, cậu đến giúp tớ sao? Được, chúng ta sẽ bỏ sô-cô-la vào đài phun. Sô-cô-la chắc chắn sẽ cho mình năng lượng cần thiết. Đợi đã, kẹo của mình đâu hết rồi. Không. Ồ, sao chuyện này lại xảy ra với mình? Thật bất công. Có vẻ mình đã trốn thành công. Cậu ấy không biết mình ở đây đâu. Cậu làm cái quái gì vậy? Thả tóc tớ ra. Dừng lại đi. Được rồi, tớ đi nè. Gì đấy trời, cậu là người đã ăn hết sô-cô-la của tớ sao? Gì chứ, nếu không muốn tớ ăn thì cậu không nên bày ra. Tớ không thể tin là cậu lại làm vậy với tớ đấy. Cậu thật xấu xa. Hả? Cậu ấy đang nói gì vậy? Đợi đã, thử thách đài phun sô-cô-la sao? À, gì vậy trời? Wow, mình thích bộ đồ này. Nhìn đài phun sô-cô-la ngon tuyệt này nè. Chỗ này tuyệt quá. Tớ rất nóng lòng muốn xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Ê, nhìn kìa, cậu ấy đang vẫy tụi mình. Chào cậu, tụi tớ cũng ở đây. Cậu đã làm gì với tụi tớ vậy? Cậu phải lập tức xử lý chuyện này. Gì vậy trời, mình bị dính trên ghế rồi. Không vui đâu, đừng có mà cười tớ.
Này, cậu nghĩ tiếp theo sẽ có chuyện gì? Ồ, Tinh kìa, hình như cậu ấy lấy gì đó ra cho bọn mình. Đó là Puppet sao? Chụp giỏi đấy, tớ cũng có chứ. Yay, được rồi, ném nó cho tớ. Nhìn nè, của mình hình trái tim. Mình thích trái tim. Ừ, giờ là gì đây? Kẹo sô-cô-la hả? Yay, mình cũng có kẹo sô-cô-la. Tuyệt cú mèo. Ơ, mình biết phải làm gì rồi. Mình không thích sô-cô-la. Lâu rồi đúng không kẹo? Chào kẹo dẻo con mắt. Món này là lựa chọn hay hơn nhiều. Mình đã có con khủng long. Dù nó quá sặc sỡ, giờ để thêm vài con nhện nữa. Và nếu nhện không đủ thì thêm một số con giun xem sao. Sâu, nhện, khủng long, con gái còn muốn gì hơn nữa chứ? Nhìn kẹo màu xanh này nè, dễ thương ghê. Chỉ cần bỏ nó vào đây, được đấy, vừa khít luôn. Nhưng giờ mình sẽ cần một ít sô-cô-la. Nhìn sô-cô-la chảy vào phễu nè. Và giờ chỉ cần đổ sô-cô-la lên khắp chỗ kẹo này. Không tin được là giờ mình chưa ăn sạch nó đấy. Nhìn sô-cô-la đổ đầy Puppet hoàn hảo chứ nè. Và giờ là lúc bỏ thêm vài viên kẹo dẻo con mắt. Nhìn con mắt mềm và dẻo chứ nè. Để mình bỏ nó lên những con nhện và sâu nhé. Mình đoán là cần thêm một ít sô-cô-la vào đây. Mình thích dụng cụ bào bằng kim loại, nó rất sắc. Mình sẽ bào thanh sô-cô-la này. Mấy miếng sô-cô-la trông giống những bông tuyết đen vậy. Thích ghê. Đây thưa anh, để tôi làm móng cho anh nhé. Trước tiên để tôi rửa móng cho anh đã. Tôi nghĩ màu tím này sẽ hợp với tông da của anh đấy. Bây giờ chiếu đèn để móng cứng lại. Để xem mình có thể dùng cái gì nữa. Biết rồi. Đèn này sẽ làm vụn sô-cô-la của mình chảy ra. Chỉ cần để nó ở chế độ ánh sáng mạnh nhất. Mình nghĩ sẽ không mất nhiều thời gian để mọi thứ chảy ra đâu. Cá là tất cả đã chảy hết rồi đấy. Tốt rồi. Sô-cô-la khủng long của mình đã chảy. Trông thật gớm ghiếc. Thích ghê. Nhưng trông nó không giống khủng long. Thất vọng thật. Đây không phải là thứ mình muốn. Tinh, nhìn nè. Tớ đã làm xong trái tim sô-cô-la. Nhìn đây, tớ sẽ lấy nó ra khỏi Puppet. Kẹo nè. Sao cơ, Tinh công bố người chiến thắng rồi sao? Cô ấy hoàn toàn không chấp nhận được. Không tin được là cậu lại làm hỏng bộ móng của cậu ấy như thế. Trời đã, giờ cậu nói cô ấy mới là người chiến thắng sao? Đó là vì tớ mới là lựa chọn đúng đắn. Ôi trời ơi, dễ thương quá. Không thể tin được. Nhìn kìa, cậu có thấy giống tớ không? Tuyệt quá. Cậu ấy tập gym. Nhìn đống thiết bị tập của cậu ấy kìa. Nó giúp mình nghĩ ra một ý tưởng. Đói quá. Đúng vậy, tôi cần đồ ăn. Ngay lập tức. Chào cô, thùng gà rán của cô đây. Vâng. Gà được tẩm bột và chiên đều này, nhưng không ngon. Mùi thơm quá. Đợi đã, donut màu pastel sao? Ý là nhìn đẹp đấy, nhưng nó không phải là gò rán. Cậu muốn đổi không? Yeah, tớ muốn đổi. Ồ, mình rất mê gà rán. Mấy cái bánh donut này ngon hơn gà rán nhiều. Nhưng chắc chắn phải thay đổi màu sắc. Xong, bánh donut gothic là một cải tiến tuyệt vời. Nó màu đen, giống tâm hồn của mình. Và giờ chén được rồi. Gà mặn ngon quá. Và bạn biết thứ gì hợp với món mặn không? Món ngọt, như sô-cô-la lỏng trong đài phun sô-cô-la. Sẽ ngon lắm đây. Vào miệng đi gà. Món này ngon quá. Thích ghê. Yay, món này thỏa mãn ghê. Hợp với tâm hồn của mình. Mình sẽ ăn thêm một cái donut nữa. Sô-cô-la và donut có một lịch sử lâu dài đi cùng với nhau. Bánh donut này thậm chí còn ngon hơn khi có thêm sô-cô-la. Mình không thể ngừng ăn món gà rán này được. Wow, cậu hơi mất kiểm soát rồi. Đây là một con khủng long làm từ xương gà. Có vẻ như Tinh vẫn đang tập gym. Tinh, cậu nghĩ sao? Tinh. Ồ, mình đoán là giờ cậu ấy đang nâng tạ. Không biết cậu ấy phải làm bao nhiêu hiệp nữa nhỉ? Yeah, mình đã thắng vòng này. Biết ngay mà. Gì? Vậy? Trời, Tinh lại chọn cô ấy là người chiến thắng nữa. Đây là lần thứ hai cậu ấy chọn cô ấy rồi. Nhưng lần trước, mình đã ném vào Tinh và cậu ấy đã đổi ý. Mình còn một cái bánh donut. Mình sẽ làm giống vậy một lần nữa. Đỡ này. Yes. Lại trúng ngay chóc. Giờ chỉ cần đợi thôi. Chà, ít nhất mình vẫn còn sót lại bánh donut để ăn. Mình thắng rồi, là mình đấy. Mình đã làm tốt hơn. Thắng rồi, thắng rồi. Bạn có ước được ở bên bà nhiều hơn không?
hãy cho bà xem video này nhé. Hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều mẹo hay.